Xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em vài món phụ tùng của Rim Thái anh em nha. Thì hàng mới hết nha anh em nha. Có chúng ta ở đây là chúng ta có là nồi Rim Thái mới nha anh em nha. Hàng này là cực kỳ VIP luôn anh em. Đâu đâu thì mình mới về được, và giá thì lúc nào cũng cố gắng là tốt nhất cho anh em. Thì một cái bộ nồi này đã đang bán là 2.150.000. Giá ngày xưa anh em, cách đây khoảng nửa năm nó lên, có lúc nó lên tới 2.600.000 rồi anh em. Có những thời gian nó lên tới 2.600.000 một bộ luôn, rất là mắc tiền. Bây giờ thì nó giá nó tốt hơn, 2.150.000, nhưng mà hàng thì nó rất là nhỏ giọt anh em nha, không có nhiều. Tiếp tục đây là một cái bộ ổ khóa Rim Thái này, cái ổ khóa Rim Thái ha. Đây là đùng Rim Thái ha. Ở đây là trái đèn của Rim Thái, là mình sẽ giới thiệu cho anh em là 5 cái món này để anh em chúng ta cùng theo dõi ha. Rồi ok, thì đầu tiên là mình giới thiệu cho anh em về đùng đi. Đây đùng đây anh em ha. Rồi mình sẽ quay cận máy lại chút xíu cho anh em coi. Ok ha. Rồi đây, đây là một bộ đùm của Rim Thái nhé. Rồi đùm trước và đùm sau, nó có má nhưng mà mình quên lấy má rồi. Đó, wow, quá đẹp luôn nè, quá là đẹp luôn em ha. Kỳ lắm anh em, kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục, đây là một cái đùm này, là đùm sau nhé em nhá, đùm sau nhé, mã này mắt gì à, cái gì Thái Lan, cực kỳ chất cho anh em luôn nhá, yên tâm luôn, màu rất là đẹp. Màu luôn không thể nào chê được đâu, rất là đẹp luôn. Ok rồi, mình sẽ gỡ một cái đùm trước cho anh em coi. Đùm trước nó còn đẹp ác, tại vì cái mặt bạc nó nhiều hơn anh em. Đùm trước thì cái mặt bạc nó nhiều hơn, anh em chúng ta lên đẹp hơn. Đây, cái này mình có bán lẻ cho anh em luôn nha, này có bán lẻ cho anh em luôn. Rồi đây là đùm trước, đây trước mắt kia. Là ok luôn ha, cực kỳ đẹp. Đây họ chê rồi nè, rất là đã nha, cái sơn là cực kỳ VIP rồi, không phải bàn là nè. Lên Rim Thái là anh em vô bộ này là xe, là xe định luôn á. Thì một bộ này đặt bán cho anh em mức giá là 1.600.000 nha anh em nha. Giá lẻ thì sẽ là 850.000 một em, còn giá nguyên bộ là 1.600.000 thôi, khá là tốt nha anh em nha. Ok ha, rồi 1.600.000 nha, hai món này rất là rẻ, nói chung giá này là ok cực kỳ đó anh em. Lẻ là 850.000 một em nha, còn nguyên cặp này bán chung cho anh em là 1.600.000. Thì anh em nào cần đùng có thể quan tâm nha, rất là đẹp. Ok ha, rồi tiếp theo là đến với lại sản phẩm là bộ khóa của The Rim Thái, mã là GN5903. Ok ha, rồi bỏ đùm qua một bên nha. Đây là bộ khóa nha anh em. Bộ khóa này cái điểm đặc biệt của nó sẽ là cái chìa mập, ổ khóa thì là của Thái, chìa thì sẽ là chìa mập luôn, giống như kiểu Rim Thái mà anh em chúng ta thấy những cái xe mà cọp á, là lâu lâu cái xe VIP á là nó sẽ có những cái bộ chìa này. Thì thường thì xe mà xài lâu năm anh em là bộ chìa này nó bay mất. Và đặc biệt là anh em kiếm cái này á, anh em đi các cái tiệm phụ tùng thông thường anh em kiếm là sẽ không bao giờ có luôn, mình cam kết luôn nha, không bao giờ có cái bộ chìa này đâu. Nhiều lúc anh em đưa cái chìa này vô, người ta nói mà kiếm nó ra được cái chìa này hay dữ rồi, bởi vì người ta cũng không biết chỗ bán luôn á. Đây đây nè, rồi thu cho anh em coi luôn ha, thu hết cho anh em cứ yên tâm. Rồi đây nha anh em nha. Anh em thấy cái chìa khóa của nó không? Đây là cái chìa nó mập hồ lù nè. Đó, giữa nó chỗ Honda và nó mập nha, nó mập và quả nó dày, chứ nó không phải kiểu chìa dẹp giống như cổ Super Rim nha anh em nha. Đây, phe của khóa sau 7 màu luôn, đi vào. Đó, và đặc biệt là ổ khóa Rim Thái là đúng Thái là nó sẽ lõm ở giữa vô nè, đấy nó ở giữa nó có một cái lõm vào nè. Dạ, còn nếu Super nó sẽ bằng nha, anh em để ý với mình, cái này ít người để ý nhưng mà anh em để ý là sẽ thấy. Đây, ở phía phần chân của nó sẽ có một cái dòng mã đó. Ở đây này,
mã này. Không, đây là mã nó này, GN5 này, mã GN5 này nè. A01 thì nó là cái mã của cái ổ thôi, nó sẽ có nhiều mã khác nhau, ví dụ A01 hay là B10, B20, A20 rồi C20 ví dụ như vậy ha. Ở đây phần trong anh em coi, nút hàn là cực đỉnh luôn nha anh em nha, nút hàn là cực đỉnh luôn đó ha. Thì anh em nào cần thì chốt cái này cũng được. Đây giác này, giác vàng này, siêu đẹp luôn, giác vàng siêu đẹp luôn nha anh em nha. Đó, 450 một ổ nha anh em. Và đặc biệt là cái bộ chìa này, bộ chìa này cũng trùng mã luôn. Hồi nãy anh em thấy ở trên cái nó sẽ là A01 đúng không? Đây chìa nó cũng chìa là A01 luôn. Được chưa? Đó, chìa cũng A01 luôn nhá. Và chìa này là chìa mập nha anh em. Anh em nói chung là anh em đi mà dạng như anh em cà phê, cà pháo mà anh em có bộ chìa anh em để trên bàn là người ta biết xe anh em cỡ nào liền. Thật sự, tại vì chất lắm nè, bộ này cầm trên tay nó chất. Và đặc biệt là cái tiếng của nó nha. Đây mình sẽ test cái tiếng cho anh em nghe này. Tiếng nó nghe rất là êm luôn, rất là đã nha. Bộ khóa sau cũng cực kỳ êm à, sau này. Đó, nhẹ lắm nha nè, khỏe lắm. Nói chung là bộ này lên xe là hết bài nha. Đó, thì cái giá của nó 450 thôi, bao ok tốt cho anh em luôn. Thích thì mình nhấc một bộ về mình xài nha anh em. Rồi 450 bộ khóa Dim Thái nha. Ok, tiếp tục là một cái chóa đèn của Dim Thái ha. Rồi, đây là bộ trái đèn của Dim Thái này nè. Đây là một cái trái đèn Dim Thái này. Top. Và đây là mã này, 4927. Bên này sẽ có chữ là Stanley. À, thì anh em biết rồi, Dim Thái, trái đèn Dim Thái mà anh em xài lâu năm mà nó sẽ bị cái tình trạng đó là nó bị mờ, hoặc là nó đôi khi nó bị mờ kính, nứt dăm, và nó đôi khi nó sẽ bị cái tình trạng là nứt bể nữa. À, mờ, nói chung là thường là do là mờ thôi anh em, xài lâu năm mà nó bị mờ cái trá ở phía trong á, do anh em chúng ta để hơi nước nó vào nên nó sẽ bị mờ, bị ố ha. Và cái kính này nó lâu năm sẽ bị nứt dầm, thì anh em chúng ta đi đường chúng ta sẽ không thấy rõ. Bản chất là cái trá của Dim Thái nó lại là trá kẻ sọc này để nó gom gom cái ánh sáng rồi, cho nên là khi mà nó bị nứt dầm nó rất là khó nhìn nha. Thì đây một cái trá cho anh em này, made in Thái Lan nha anh em nha. Đó, giá thì nó rất là tốt, 450 một cái thôi. Cái này đúng chuẩn hàng Thái gì cho anh em nha. Đấy, nhìn cho anh em luôn, anh em cứ yên tâm. Cái này thì khi mình gửi cho anh em thì nó đôi khi nó sẽ không có hộp, tại vì một hộp của nó tới hai cái là anh em, cho nên đôi khi nó sẽ không có hộp nha. Anh em lưu ý giúp cho mình. Đấy, thì đây, thấy không? Rất là đẹp rồi. Cái này thì khỏi suy nghĩ rồi. Cái này nó khác với Super nha. Super nó sẽ mỏng hơn và nó sẽ không có chữ Made in Thái Lan cũng như là mã Stanley ở phía sau nè. Đó. Nhiều anh em hỏi là sao cảm giác cái chóa của Dim Thái nó không có được đẹp như cái chóa của Super. Thì nói thẳng với anh em là đồ của Dim Thái anh em, nếu mà so về cái chất lượng thì đồ Dim Thái nó dày hơn Super rất là nhiều, nhưng cũng chính bởi vì một phần nó dày anh em, cho nên là cái đồ của nó nhìn sẽ hơi thô à, thấy không? Những cái cạnh chỗ này nhìn nó rất là thô, so với Super nó đẹp lắm, nó liền lắm, nhưng mà Super nó lại mỏng hơn và chất lượng nó sẽ không bằng anh em ha. Nên lưu ý cho mình nó là như vậy. Đấy, thì đây, đây là cái chóa đèn của Dim Thái nha anh em nha, bao đẹp luôn, cái Dim Thái Lan nha, chuẩn lắm anh em, bao về chất cực kỳ. Giá là 450 một cái nha em nha, 450 ngàn cho một em như thế này. À, anh em gắn Dim Thái hay Super đời đầu cũng đều được nha. Rồi tiếp theo cũng là một cái món cuối cùng mà mình giới thiệu cho anh em, đó chính là một cái bộ nồi của đời Dim Thái nha. Đấy, thì anh em thấy bên mình thì lúc nào cũng có tiếng băng kèo đóng hàng suốt ngày luôn. À, đây, đây là cái nồi của đời Dim Thái nha. Nồi Dim Thái này đã đang bán giá là 2.150.000 như ở đầu clip mà đã giới thiệu cho anh em rồi đó. Đây, khui cho anh em coi. Thì thật ra cái bộ này cũng có khui khui rồi à, với cái này thì mình cũng đã có giới thiệu hết cho anh em rồi, không phải là chưa, nhưng mà là thôi mình cứ khui cho anh em coi, tại vì đạt là hàng có sẵn ở tiệm mà anh em, cho nên là mình thích là mình nhất mình khui được hết, chứ không có như người ta là dạng hàng mượn này kia thì đôi khi người ta không có sẵn hàng ở cửa hàng đó, còn đạt thì hàng lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng hết, cho nên là anh em thích là mình khui cho anh em coi được liền ha. À, cửa hàng đạt đây mà đây. À, cửa hàng của mình đây. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm, rộng lắm, cửa hàng mình rộng cực kỳ luôn, bao la bát ngát luôn, trước à, trước không, đó, quốc lộ nha anh em nha, quốc lộ xe chạy mầm nha, đó. Nên là anh em cứ yên tâm về cái vấn đề mà anh em mua hàng cái độ chất độ uy tín của bên mình. Rồi tiếp tục ha, khui cái thùng nồi ra. Đây thì cái bộ nồi này nó sẽ gồm có 3 kiện ở trong một cái bọc lớn nha anh em nha.
gồm có một cái bộ chuồng heo và nồi sau, một cái bộ chuông và một cái bộ ba càng, là gọi là ba món như thế này nhá. Đấy thì ba món như thế này thì cái giá của nó là 2.150.000. Bố này anh em thấy không, giấy gói là của Nhật nha. Đây này, adpark.jp này là cái công ty vận chuyển từ Nhật về này. Cái này nó là chữ của Nhật nha, chứ không phải chữ Trung Quốc nha anh em nha, đừng có lộn giúp mình. Đấy rồi, đây là nồi sau, đây là nồi trước. Thì cái này thì mình đã khui, cũng đã quay cho anh em nhiều lần rồi, tuy nhiên thôi mình cũng khui lại cho anh em coi ha. À, đây chứ mỗi lần mình khui cái này anh em mình đôi khi mình bán không có được á. Đó rồi, đây cái này cũng nhập cho anh em luôn, nhập cho anh em luôn nhé. Rồi anh em ha, đây cái điểm đặc biệt nhất của bộ nồi này đó chính là cái bộ nồi sau. À, nồi trước thì chuông đế dài rồi, cái đấy mình cũng có quay nhiều lần cho anh em rồi, nhưng mà cái đặc điểm này mới là cái đặc điểm ăn tiền nè. Đó là cái nồi sau của nó sẽ có mã GR5AAP luôn, rất là đỉnh cao. Đây đây nè, hiểu không, để nồi sau là có luôn mã GR5AAP như theo xe luôn, đẳng cấp luôn nha em nha, không phải là dễ mà có đâu anh em, cực kỳ hiếm nha, GR5AAP nha anh em nha. Anh em biết cái độ chất của nó như thế nào rồi, không phải bàn luôn. Bình thường anh em sẽ không bao giờ thấy được cái bộ nồi đinh thái mới như vậy đâu. Đây đế trên GN8 này, chưa đó, đế giữa lò xo là GN8 rất là đẹp luôn, đỉnh cao luôn em ha. Đó, thì một bộ thế này là 2.150.000 và số lượng hàng thì rất là ít, cho nên là nếu anh em muốn mua thì anh em phải gọi trước cho Đạt, chứ không phải anh em chạy tới tiệm là nó có nha, tại vì cái này hàng nó ít lắm, cho nên đôi khi nó hết cũng bất chợt là mình không có biết được. Anh em chạy tới tiệm đôi khi là mo không có mua được hàng ha, nên là anh em phải gọi trước cho Đạt để coi còn không thì anh em hãy chạy tới nha, để tránh cái tình trạng mà anh em mua không được hàng mất công anh em đi xa. Đó, nên là có gì anh em cứ gọi trước cho Đạt nha. Rồi đó, thì khui cho anh em coi như vậy thôi, còn mấy một trước chi tiết trước thì nó cũng giống nhau thôi. Ok thì bộ nồi này Đạt đang bán 2.150.000 nha. Đó để bỏ gói này luôn. Nói chung là chất lên em, bộ nồi này là cực kỳ chất luôn. Những anh em mà chơi xe đẹp, chơi xe gọi là VIP thì anh em chúng ta vô cái bộ nồi đó rất là ok ha. Rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em một số cái món hàng bên shop mình. Nói chung cũng chỉ một phần rất là nhỏ thôi. Nếu anh em cần những cái món khác thì anh em có thể chúng ta nhắn tin qua cho shop cũng được. Đó, anh em nào cần thì liên hệ với mình ha. Địa chỉ số điện thoại của mình có ngay phía dưới góc màn hình đó. Anh em có thể alo, và bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể cho anh em nha. Rồi, xin cảm ơn bên em rất là nhiều. Và bên mình cam kết những cái sản phẩm nào mà bên mình bán ra, nếu là chính hãng thì mình sẽ báo anh em là chính hãng 100%, cho nên anh em cũng phải lo nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha.